Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị có tò mò là nơi tôi đang đứng ở đây là ở đâu không ạ? Đây là một địa điểm mà thường được biết đến với tên gọi là Nam Dược Thần Hiệu Tuệ Tĩnh Đường, là nơi sinh sống, làm việc và nghiên cứu của tiến sĩ bác sĩ lương y Nguyễn Hữu Trọng, người thường được biết đến với danh xưng là một kỳ nhân trong làng y học cổ truyền Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui và vinh dự khi mà có mặt tại nơi đây để cùng lắng nghe những chia sẻ của ông về công việc và cuộc sống thường ngày. Bây giờ thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy theo chân tôi để khám phá không gian sống của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng quý vị nhé. Lời đầu tiên thì cảm ơn bác sĩ đã đồng ý là mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Bây giờ thì không biết là bác sĩ có thể dẫn chúng tôi vào tham quan không gian sinh sống, làm việc và nghiên cứu của mình được không nhỉ? Vâng, tôi sẵn sàng mời chị. Vâng, xin mời quý vị và các bạn. Đây là cái cổng dẫn vào trong viện. Đây là tôi dạ là vâng. một viện nghiên cứu y học cổ truyền. Dạ vâng. Nhưng nó khác các nơi là sản phẩm hữu cơ Việt Nam. Thì đây các chị xem đây. Đây thí dụ là đây là nơi trưng bày các dạ cái vâng. sản phẩm mà để cho khách người ta đến một cái là người ta xem, chứ không nhất thiết là phải ở trong phòng dạ vâng. đấy, để cho xem tất cả các cái sản phẩm mà tôi đã nghiên cứu để tùy theo cái ý thích của khách vâng. đấy, để người ta xem. Thì là đây là những cái sản phẩm mà được đúc kết trong 30-40 năm dạ vâng. và cuộc đời của tôi đấy thì mới có những cái sản phẩm như thế này. Tôi thấy ở đây thì ngoài những cái sản phẩm ở Nam Dược thì chúng ta có ở đây là hình như là những sản phẩm về rượu đúng không ạ? Vâng, những cái này, thuốc nam thường thường ấy là người ta ngâm vào rượu. À dạ vâng. Để cho nó lưu thông khí huyết chứ không phải là như một số người quan niệm là không được uống rượu. Dạ vâng. Uống rượu đúng cách, đúng thuốc thì sức khỏe ta sẽ lên. Dạ vâng. Vâng. Không biết là không gian này của mình là khoảng bao nhiêu hecta và ở đây là nơi tích hợp cả về không gian sống, không gian làm việc và cả những cái rừng cây thuốc nam nữa đúng không ạ? Ở đây của chúng tôi là tương đối là rộng. Dạ vâng. Thì chia làm 3 khu vực. Khu vực đầu này là chúng tôi gọi là trình bày một vài các cái sản phẩm để cho khách nhận biết. Căn cứ vào này chúng tôi có giải thích hết. Dạ vâng. Là bệnh gì thì người ta nắm được rồi, thì khi vào khám người ta nói là tôi bị thấp khớp. Người ta mà có thể bác sĩ kê đơn cho em được mua cái này. Dạ vâng. Khu vực thứ hai này là khu vực cực kỳ quan trọng, là dưới này. Khu vực này là khu vực mà tôi phải đi sưu tầm tất cả các nơi ở Việt Nam. Tôi về đây tôi trồng. Nhưng trồng ở đây, báo cáo với các vị là phải đạt cái tiêu chuẩn hữu cơ. Dạ vâng. Có nghĩa là nước phải sạch. Không khí trên này thì đương nhiên là sạch rồi. Vâng. Nhưng thuốc cũng phải sạch, tức là phải lấy từ cái cội nguồn của nó ở trên núi cao hay ở một chỗ nào đó thì về đây trồng mới được. Còn nếu mà bây giờ anh lại lấy phải cái thuốc nó ô nhiễm. Dạ vâng. Cái giống nó ô nhiễm thì về đây trồng cũng ô nhiễm. Vâng. Nhưng cái này tôi nói với các anh các chị là hãn hữu mới có người làm được. Là vì cả cái vườn này của tôi phải thuê máy móc xúc hết tất cả cái đất cũ, thì các chị biết là mấy vạn mét khối, xong tôi lại phải đi mua đất ở chỗ khác tôi đổ vào thì tôi mới trồng thuốc, nó mới có giá trị thì nó mới là hữu cơ. Còn nhiều khi là đất ở đây thì có thể hàng trăm năm, hàng nghìn năm thì nó nhiễm rồi. Nó nhiễm các cái muối kim loại thì mình dòng xuống thì nó hút lên, nó lại là thế. Cho nên là chúng tôi phải làm rất là kỹ, là từ khâu trồng, khâu giống. Và xin báo cáo các vị là tôi sẽ dẫn các chị sang khâu chế biến. Đấy, mời chị sang khâu chế biến. Dạ vâng. Đây, cái chỗ này là để cho khách vào có một cái không gian để người ta ngồi nghỉ, người ta nghiên cứu. Vâng. Đấy. Trở lại với câu chuyện về khu rừng thuốc ở phía dưới này. Vâng. Thì đây là toàn những cái loại thuốc quý mà được lấy từ trên núi cao xuống. Thì chắc chắn là cái sự chuyên biệt về mặt địa hình và khí hậu của những cái loại cây này, cái điều kiện sinh trưởng nó cũng sẽ rất là khác.
Vậy thì cái quá trình mà mình có thể gọi là trồng những cái loại cây này và giúp nó sinh trưởng phát triển tốt thì nó có khó khăn không ạ? Vô cùng khó khăn. Tôi lấy ví dụ cái cây này Dạ đây, vâng. cây này là cây rất là hãn hữu mới chuyển được về đây. Đây là cây giảo cổ lam. Cây giảo cổ lam này nó có tác dụng chữa rất nhiều bệnh, về các bệnh về ung biếu, các bệnh về nhiễm độc, các bệnh về gan thận. Thế nhưng mà mang về đây đây là khí hậu nó khác ở Fansipan. Dạ vâng. Fansipan này khí hậu nó khác. Thì mang về đây chúng ta phải đi thế này. Đầu tiên là phải lấy từ ngọn núi xuống chân núi Sapa. Từ trên toàn chân núi Sapa tôi phải chuyển nó về một cái vùng trung du. Từ vùng trung du tôi mới chuyển về đây. Vâng, có nghĩa là mình sẽ phải cho nó update, cho nó Vâng, từ nó từ làm thích ứng quen. từ từ đúng Vâng. không ạ? Đây như cái này của tôi là 7 lá và 9 lá Dạ này. Rất là hiếm. Đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lá. vâng. Còn có những cái nơi cũng là giả cổ lam chỉ 5 lá thôi. Vâng. Đấy. Hay là thí dụ cái đây. Đây là một loại cây chè rất quý. Cây chè này báo cáo với các bạn là bán hoa khô là 25 triệu một cân. Còn cái lá này là cũng phải 10 triệu một cân. Thì nó lại có thể chữa được 25 loại bệnh khác nhau. Và như thế cái này là phải mang từ trên tận giáp Lào ấy, chuyển dần, bây giờ trước kia chúng tôi chuyển bao nhiêu là nó chết bấy nhiêu. Thế bây giờ là đã xây dựng được, chúng tôi đã trồng được một số lượng tương đối lớn. Vâng. Thế thì ví dụ hàng ngày thế này là chúng tôi chỉ cần một ấm chè thì chỉ lấy hai cái lá này. Chứ không phải giống như chè khô hoàn toàn khác. Cái này nó là chè hoa vàng, Vâng. nó rất là có giá trị chữa bệnh. Dạ Đấy vâng. thì phải di chuyển nó như thế mới thành công được. Và Bây giờ thì mình có thể đi tham quan cái khu vâng chế vâng biến được không ạ? đây khu chế biến Vâng. này đây. Và ví dụ bình thường thì người ta đun than, đun củi. Thế nhưng mà chúng tôi đây, các chị biết đây là cái lò hơi. Dạ vâng. Tôi đun và dùng cái lò hơi này để truyền sang các cái bộ phận nấu thuốc. Thì nó không mất Đi cái chất cái chất, các từ cái trong chất các hữu loại cơ cây đúng và không ạ? đặc biệt các chất sinh tố. Vâng. Nó nhẹ, nó bị nóng, nó bay đi. Đấy, thì đây cái này cũng là một trong cái mà gọi là cách mạng của việc chế biến thuốc nào. Chứ không, nó bây giờ hầu hết là 80-90% là phơi ngoài trời bay hết. Chúng tôi phải trang bị Dạ vâng. đây, đây là các cái nồi, cái đường ống dẫn ấy, từ bên kia này Dạ vâng. dẫn sang đây này, xong nó mới chui đưa vào các cái nồi này. Để sấy khô ạ Nồi hay này sao? thì không, nồi này ở giữa là không khí, là hơi nước. Dạ vâng. Thì cho nước vào đây, cho thuốc vào đây thì coi như là chúng tôi có thể là đấy là quay như thế này, đổ nó nhẹ nhàng chứ không phải ngày xưa đấy là công nhân mỗi một lần thay thuốc này thì mồ hôi một cái nhễ nhại rất là mệt. Đây chúng tôi chỉ cần quay một cái này là thuốc có thể là xuống Dạ vâng, đấy. truyền từ bên kia sang Và đây đúng không? Đây là cái xưởng mà chúng ta sản xuất ra những cái sản phẩm thuốc nam mà chúng ta vừa chiêm ngưỡng với nhau ở ngoài cổng vâng đúng đúng không rồi, đúng ạ? rồi. Vậy thì cái quá trình mà bác sĩ nghiên cứu ra những cái thành phần trong những cái loại thuốc này thì nó diễn ra ở đâu, thì bác sĩ có thể dẫn chúng tôi đến tham quan cái không gian nghiên cứu đấy được không ạ? Cái đó là thế này, Dạ vâng. cái đó là cái thứ nhất là từng cây thuốc này muốn biến thành thuốc Vâng. phải qua một cái quy định hết sức ngặt nghèo, là anh phải qua cái kiểm nghiệm, anh phải lấy cái dịch thuốc này hay cái nhựa thuốc này anh đưa xuống viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế Dạ vâng. hay là một số các cái đơn vị mà người ta có chức năng, thì người ta mới kiểm nghiệm lại, kiểm nghiệm xong người ta mới cho mình cái chứng chỉ là cái thuốc này của anh xuống thì
có những chất gì, chất gì, chất độc hại có không, các cái chất bổ như thế nào, thì căn cứ vào đó thì về mình mới tổ chức để sản xuất và đóng gói. Ở chúng ta vừa tham quan cái xưởng sản xuất những cái sản phẩm mà chúng ta vừa chiêm ngưỡng, gọi là sản phẩm thô đấy. Vâng, vâng. À, vậy thì chắc chắn là quý vị khán giả cũng sẽ rất là tò mò là cái quá trình mà bác sĩ nghiên cứu ra những cái thành phần trong những sản phẩm này thì như thế nào và diễn ra ở đâu. À, thì bây giờ thì bác sĩ có thể dẫn chúng tôi đi tham quan cái khu vực đấy được không? Vâng, vâng, vâng. Vâng. Cứ nói thuốc nam các vị nghĩ rằng là gói như gói mắm tôm đấy, thế nhưng mà đây là chúng tôi đóng, ví dụ cái máy này là để tôi đóng thuốc. Bây giờ thuốc nam bây giờ này, cái bao bì của nó là bằng các cái dây thiếc này, các giấy này, thì có thể để được 5 đến 7 năm không bao giờ sợ mốc. Dạ, vì vâng. Cái giấy này của tôi là bằng nhôm, bằng thiếc. Còn nếu mà bây giờ chỉ có giấy bằng đóng thuốc bằng cái giấy bình thường hay ni lông thì nó sẽ mốc. Vâng. Đấy. Thì tất cả những cái thiết bị này là nó đòi hỏi là phải đầu tư. Vâng. Hai nữa là cái quan trọng nhất là cái người sử dụng, người công nhân sử dụng. Nếu không khéo ấy, thì nó sẽ trục trặc. Dạ vâng. Chúng ta thường được biết đến bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng ngoài danh xưng là một lương y, một bác sĩ thì còn là một bác sĩ của nhân dân, bác sĩ của đại chúng đúng không ạ? Là một người bác sĩ mà thật sự là dành cả cuộc đời mình rất là tâm huyết để có thể nghiên cứu ra những sản phẩm mà để phục vụ chính xác là cho đối tượng cụ thể ở đây là người dân hưởng lợi. Vậy thì chắc chắn là quý vị và các bạn cũng sẽ rất là tò mò là không gian nghiên cứu của bác sĩ như thế nào. Chắc là trong trí tưởng tượng của mọi người nó sẽ là một cái không gian rất là giản dị, rất là ấm cúng như là cái cách mà bác sĩ đang đi cứu giúp người bệnh vậy. Thì bác sĩ có thể giới thiệu qua cho quý vị khán giả được biết đến về cái không gian chúng ta đang đứng ngay bây giờ được không ạ? Đây cái chỗ đang đứng đây thì các chị trông thấy này là tất cả các cái sách. Dạ vâng. Các cái sách nó mang cái tính chất khoa học. Thì là chúng tôi phải nghiên cứu hàng ngày. Đấy, thí dụ vitamin, chất khoáng, hoạt chất sinh học về sức khỏe chẳng hạn. Chúng tôi phải nghiên cứu cái này. Chứ không thể nào là cứ lấy kinh nghiệm ra được. Vâng. Mà những cái này là phải được đưa vào các cái công trình, người ta chiết xuất, người ta khẳng định cái chất này là có và có như thế nào. Dạ vâng. Tỷ lệ phần trăm bao nhiêu, chứ không phải là cứ bảo là ăn rau muống chẳng hạn lại có vitamin C. Dạ vâng. Nhưng nó phải là bao nhiêu phần trăm là vitamin C thì là nó phải rõ. Thì đây báo cáo, đây là một công trình nghiên cứu rất kỹ của chúng tôi. Đây. Đây là cẩm nang thực phẩm bảo vệ sức khỏe của con người. Thì trong này chúng tôi sẽ nói rất kỹ là cây gì, con gì, thứ cây đinh lăng chẳng hạn thì dạ, tác vâng. dụng nó thế nào. Đấy, thế rồi thì quả liệu nó thế nào. Đấy, thì nó đều là thuốc hết. Dạ vâng. Đấy. Hay là thí dụ như là đây các cái loại hoa, các loại hoa có thể làm thuốc được. Vâng. Thế thì hoàng cung trinh nữ này uống cái này nào vân vân, nhưng cái này đặc biệt là phải có cái này là cẩm nang rau xanh và các thì cái này hướng dẫn cho người ta là ăn rau cải thì chữa bệnh gì, ăn như thế nào. Dạ vâng. Chứ không phải cứ thấy rau hay rau rèn chẳng hạn thì nó chữa cái gì, chứ nhiều khi là đương bị đau bụng đi ngoài mà ăn rau rèn mà là không được. Dạ vâng. Đấy thì cũng thế. Ở đây thì bên cái không gian này thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều sách nghiên cứu về y học, rất là nhiều công trình nghiên cứu về y học của bác sĩ. Tuy nhiên thì khi lướt qua cái khu vực bên này thì tôi lại thấy là rất là nhiều những cái tác phẩm về thơ ca. Thì không biết là bác sĩ có thể giới thiệu qua cho quý vị khán giả về những cái tác phẩm này được không ạ? Tôi nói với thật với chị là mỗi người nó có một cái tài. Dạ vâng. Ví dụ tôi là được làm thơ từ bé. Tôi quê tôi ở Bắc Ninh. Dạ vâng. Thì khi có bé, mẹ tôi đã ru tôi bằng những lời ca từ các con họ. Tôi mê lắm. Cho nên là tôi đã tham gia và tôi được anh em tín nhiệm. Dạ. Bầu là phó chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam. Chính vì lẽ đó cho nên các cái nhà thơ người ta mới thấy tôi như vậy thì người ta mới gửi thơ đến tặng. Thế nhưng đối với người khác gửi thơ đến tặng thì để một tủ. Rồi nay hôm nay dở ra, dỗi dở một tí, nhưng tôi làm như thế này để
chính bạn bè tôi và con tôi nó dở ra nó đọc để nó nghiệm vào từ bé, thấm đẫm vào tâm hồn. Vâng, là cái cách ngày xưa mà bác sĩ thấm đẫm từng đấy, cái lời quan họ qua vâng, tiếng ru của mẹ đúng không đấy. Cho nên là mà thơ của tôi nói thật với chị là tôi làm hai ba loại thơ, có loại thơ chính luận thì tôi cũng có, thơ tả miêu tả cuộc sống cũng có, nhưng đặc biệt tôi có rất nhiều thơ gọi là thơ thì vui, thơ cười, nhưng mà cười lại ra được cái thông chất điệp, nó khác đúng không hơn ạ? Cái thông điệp. À, vâng. Đấy. Vậy thì ngay bây giờ Túc Cảnh Sinh Tình, bác sĩ có thể gửi đến quý vị khán giả của VTC một cái câu thơ nào đấy được không ạ? Tôi sẵn sàng. Dạ vâng. Tôi lấy thí dụ như này, hôm tôi lấy vợ. Vâng. Sau những cái ngày mà gọi là gần gũi thì vợ tôi thì người ta có phong tục là trở về nhà mình, dạ nhà vâng, mẹ đẻ để mà người ta gọi là thăm gia đình. Thế hôm giờ rời mưa thì vợ tôi về thăm gia đình thì tôi nằm ở cái giường trong nhà buồn lắm, vợ mới cưới mà về nhà ai chả buồn. Tôi làm bài thơ này: em, anh quen có em rồi, giờ xa vắng mảnh vườn như vô nghĩa, không còn em để gọt xoài ngâm nữa, chẳng còn em để nhóm lửa luộc ngô. Đêm nay trời bỗng đổ cơn mưa to, những quả bưởi đong đưa cả vườn xoài xào xạc, gió lùa qua khe cửa, tỉnh giấc một mình anh cô đơn, cố quên đi chờ mình đụng phải, ngỡ là em nhưng lại là gió là mưa. Đêm nay anh nghe mưa nói, anh nghe gió nói, anh nghe chính em nói, những vần thơ anh viết vội trong đêm mưa gửi gió mang đến cho em, nhưng em không cầm được, lại quay về thoảng thốt cùng anh và gió hỏi: yêu có phải nhớ phải thương không anh? Anh không giấu nổi lòng mình, đành nhận vậy. Thơ của anh hoa vào gió, quyện vào mưa, thấm vào đất, rồi bỗng nảy mầm xanh ra xanh cả trái đất, cho tình yêu tràn ngập thế gian này, anh sẽ uống và say ngất ngây. Dạ vâng. Thế thì tôi đọc qua điện thoại thì 4 giờ sáng là thấy vợ mò về rồi, tức là dậy từ 1 giờ để về với tôi. Đấy, nó thơ nó tác dụng, nó cũng có cái tác dụng. Dạ vâng, tràn chứa tình cảm luôn. Vâng, vâng, vâng. Khi mà bước vào cái không gian nghiên cứu này thì ngay lập tức là thu hút ánh mắt của tôi. Vâng. Là những cái tấm bằng khen, những cái tấm xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục thế giới đúng không ạ? Vâng. Thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về những cái danh hiệu này cho quý vị khán giả được biết được không ạ? Vâng. Cái thứ hết đây là xin báo cáo với các bạn là kỷ lục là gì? Kỷ lục là những cái mà mình làm mà người khác không làm được. Dạ vâng. Thì gọi là kỷ lục. Thì tôi may mắn là được tổ chức kỷ lục gia thế giới tặng cho cái danh hiệu là tiến sĩ. Mà đây không phải là ở một trường, mà là cùng tổ chức Guinness thế giới thì nó dạ rất vâng. là có ý nghĩa. Vâng. Thì đồng thời là này, đây như cái này chẳng hạn, lại tặng tôi là kỷ lục gia thế giới. Thì cái thành tích tại sao được cái kỷ lục gia này, nó hai cái: một là tôi là người đầu tiên của Việt Nam đưa các cây thuốc nam vào đình lên chùa để trồng. Vâng. Để chữa bệnh cho bà con theo cái lời của đại danh y Thiền sư Địa Tĩnh này, thuốc đến mọi nhà. Vâng. Đến mọi cửa, đến mọi ngõ ngách, mọi cái vườn. Cái thứ hai là cài vào đấy nữa là tôi là một trong những người mà chụp ảnh nghệ thuật nổi tiếng. À, nổi tiếng này tôi tự thôi, nhưng mà cũng được xã hội đánh giá là tôi chụp 6.000 bức ảnh nghệ thuật. Mà mỗi bức ảnh nghệ thuật đấy nó đều có cả nhạc, có cả thơ sẵn, và các nhạc sĩ ở Việt Nam, nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, thí dụ nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc sĩ Thế Song, nhạc sĩ Đức Viên, rồi lại nhạc sĩ Văn Dung, nhạc sĩ Đồng Đồng, nhạc sĩ Võ Vang, nhạc thì là đến thôi ngồi uống nước, anh em trò chuyện nha, nhìn ảnh tôi chụp, thì nhìn cái ảnh đã làm ra bài hát, thì như thế là thế giới không ai làm được. Đấy, thì báo cáo với các bạn là cái ảnh nó đã sẵn có cả thơ cả nhạc thì bắt đầu. Dạ, vâng. Thế cho nên là những cái này là những gần như là những cố gắng. À, mà chắc là chị cũng biết là không phải ai cũng làm được. Dạ, cái vâng. này. Thí dụ như là có những quyển thư pháp
Đấy, viết dài 1320, dài rộng 80 phân. Dạ vâng. Và viết 1320 bài thơ lục bát tỉnh. Đấy, thì mà lại viết từng thư pháp. Hay là thí dụ như là tôi được rất nhiều anh em bè bạn tặng thơ, nhưng tặng thơ để ngoài kia rồi nó mai mốt đi, nó cũ đi, thì tôi phải làm từng trân trọng. Dạ vâng. Chép lại in cái lại bìa của cái tác phẩm này. Vâng. Để chứng minh rằng là tôi rất trân trọng bạn bè. Vâng. Và trân trọng cái khoa học, cái văn phong và văn áng văn của đất nước chúng ta. Chứ không phải là đọc xong cái nó trôi tuột thì không phải là gì. Vâng. Ở đây thì tôi đặc biệt thu hút bởi cái danh hiệu này là xác lập kỷ lục hội những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh, nhiều người mặc trang phục quan họ và cùng hát dân ca quan họ Bắc Ninh nhất. Thì bác sĩ có thể nói kỹ hơn về cái kỷ lục này được không ạ? Tôi là người con ở Bắc Ninh. Mẹ tôi và đặc biệt là ông nội tôi là một nghệ nhân sáng tác những bài hát rất hay của quan họ. Thí dụ cái bài Răng Thanh Gió Mát là một trong những bài hay nhất của quan họ Bắc Ninh. Thì chính gia đình nhà tôi sáng tác, ông nội tôi sáng tác. Thí dụ như này: Răng thanh gió mát nghi răng nghi, nghe con vượn ơi à trên non. Thí dụ thế. Thì khi mà tổ chức UNESCO công nhận quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa của vi vật thể của nhân loại, thì tôi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến tận nhà, tìm về tận nhà tôi và mời tôi đứng ra làm tổ chức một cái tổ chức là hội những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh. Và như thế trong 8 năm hoạt động thì có những cái mốc son, dấu mốc để lại là tôi đã được đây, mời chị. Đây, tôi đã xác lập được 3.700 liền anh liền chị. Nhưng cái đặc biệt là cái gì? Là mặc quần áo của họ. Đấy, người ta không gọi chữ đồng phục mà mặc quần áo của dân gian. Dạ, vâng. Mà không phải ai cũng có thể là huy động được 3.700 người đâu. Vâng. Đến Hội Lim hát năm 2012. Nãy giờ thì chúng ta đã cùng nhau đi tham quan cái không gian sinh sống, làm việc và nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng. Từ cái khu vực mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày đến cái nơi mà chúng ta trồng những cái loại cây thuốc nam, rồi nơi chế biến sản xuất và cả cái khu vực mà bác sĩ nghiên cứu ra những cái thành phần đấy nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện qua một chút về cái câu chuyện là làm sao mà bác sĩ lại có thể hình thành nên được một cái cơ ngơi như ngày hôm nay, và cái cơ duyên nào để bác sĩ quyết định là bỏ phố về với quê để bắt đầu mọi thứ gần như là lại từ đầu như thế ạ? Vâng, phải nói thế này, cái suy nghĩ của tôi, dạ vâng, nó không trùng lập với cái suy nghĩ đời thường. Thường bây giờ ở Việt Nam chúng ta hay một số nhà khoa học thường là bỏ quê, bỏ rừng mà về các cái thành thị, thí dụ như về thủ đô chẳng hạn, hay một số thành thị Sài Gòn vân vân, với lý luận của người ta là về đấy nó tiện để cho người ta nghiên cứu. Dạ vâng. Đấy. Đấy là một cái lý luận mà tôi cho rằng mỗi một người có một suy nghĩ, nhưng mà đối với tôi thì lại hoàn toàn khác, tại vì tôi là một người gắn bó với thiên nhiên, gắn bó với cây thuốc, thì tôi phải lên rừng. Dạ vâng. Còn nếu mà tôi mà lên rừng mà lại không có được cái cơ ngơi, không có được nơi trồng thuốc thì, dạ vâng, thì lên để làm gì? Đấy, thì đối với người khác thì thường thường là lấy thành phố, dạ vâng, lấy thủ đô là cái nơi nghiên cứu của mình. Nhưng mà vì tôi là một nhà nghiên cứu thuốc nam, mà đã là thuốc nam phải là cây cỏ, dạ vâng, cây rừng, thì tôi phải lên rừng. Mà ở Hà Nội thì nói thật với chị, bây giờ có được một cái khoảng, vâng đúng rồi, một cái không gian rất là rộng lớn, nhưng mà tiền đâu mà mua. Vâng. Mà có cũng không trồng được. Vâng. Vì nó ô nhiễm không khí, vâng, ô nhiễm nước, ô nhiễm các thứ,
làm sao mình làm thuốc được. Thế nên buộc chúng tôi là phải lên trên này. Vâng. Lên trên này thì thấy cả không gian rộng như này. Vâng. Đấy. Nó còn câu chuyện về điều kiện nữa đúng không ạ? Đấy. Từ đất nước rồi không đất, khí rồi đất rất sạch, rất nhiều thứ. Nước sạch, không khí sạch và con người quyết tâm thì mới có thể làm được. Còn bây giờ tôi nói thật, những cái người ngồi ở Hà Nội công trình nọ công trình kia về thuốc nam này thì tôi cũng cũng nể phục, nhưng mà tôi không không thất phục, bởi vì ông ngồi ở đây ông chỉ có thuốc, ông phải mua người khác mang đến, mà mang đến chắc gì đã thật. Dạ vâng. Đấy, nói như thế dạ vâng. Vậy thì quá trình mà mình bắt đầu mọi thứ lại ở đây thì nó có gặp bất cứ những khó khăn nào hay không ạ? Khó khăn thì vô cùng, có những cái khác thì tôi cũng không không muốn nói, nhưng cái khó khăn nhất là chúng tôi lên đây là nó đơn lẻ, cả gia đình sống như thế này thì cái giao lưu nó cũng ít, nhưng cái này là cái nhiều người chú ý này. Dạ vâng. Là khách người ta đến xa người ta không đi, mà mình không không có thuốc tốt người ta không đi thì mình đói, không có tiền. Dạ vâng. Ai có ai cung cấp cho tôi đồng nào đâu, thế nên tôi lại phải lấy khách để nuôi công trình và công trình để chứng tỏ thuốc tốt mới kêu gọi được khách. Đấy, phương châm tôi là như thế, chứ còn bây giờ mà thuốc tốt thì dạ vâng. Cái khu vực này thì cũng khá là thu hút cái sự chú ý của chúng tôi. Đây là khu vực sử dụng để chúng ta làm gì? Vâng, thì cái này chế biến thôi. Dạ vâng. Vâng, chế biến. Tức là từ cái lá đi. Ví dụ từ cái lá này. Dạ vâng. Tôi đưa cái nồi nấu, cái nồi nấu ở kia. Vâng. Thì tôi mới lấy cái nước đó, tôi mới khô lại. Dạ vâng. Thì nó thành cao này. Vâng, nó thành cao, thì mới đóng vào, rồi viên được cái gì. Dạ vâng. Thì có tác dụng. Thưa quý vị và các bạn, cái không gian mà tôi đang đứng ở đây thì thực sự là tràn ngập cây xanh luôn. Vậy nên là và có vô vàn những cái loại cây khác nhau. Chắc là quý vị cũng giống tôi là tò mò là những cái loại cây này, loại cây gì, tác dụng của nó ra sao. Trong thời lượng của chương trình thì chắc chắn rồi bác sĩ của chúng ta sẽ cũng sẽ không thể giới thiệu được hết. Nhưng mà bác sĩ có thể giới thiệu qua một số những cái loại cây tiêu biểu cho quý vị khán giả được biết trong cái vườn cây này được không ạ? Đây, thí dụ vườn cây này các chị thấy nó đơn giản lắm. Dạ vâng. Nhưng mà nó lại hết sức là có giá trị. Đây, thí dụ cái củ này. Củ này là cái củ giòm này này. Củ này là chữa được rất nhiều bệnh. Dạ vâng. Bệnh tim mạch này, rồi bệnh tiêu hóa này, bệnh đường ruột. Mà cái củ này là nó thường thường nó mọc dưới tán rừng. Thì tôi cũng phải về đây tôi tạo ra như là dưới cái tán rừng. Thế cho nên cái củ này bây giờ bán rất là đắt và tác dụng rất là tốt. Hai là thí dụ như các cái loại như là đây. Đây thí dụ như là người ta gọi là cây chè đắng, chè hoa vàng. Đấy, cái này là một ba cái lá này là có thể được ấm nước rồi. Hoa này là 25 triệu một cân. Hiện tại trên thị trường. Thế còn cái lá này khoảng 15 triệu một cân khô. Đấy. Thì vườn chúng tôi trồng tương đối là được nhiều. Dạ vâng. Thế nhưng mà lại kết hợp với những cây rất đơn giản, nhưng chữa bệnh, thí dụ cây kia chẳng hạn là cây bồ công anh. Thì chữa thí dụ có những bệnh nhân bị u vú. Cây này. À, cây này cây đinh lăng. Cái đinh lăng như mọi người biết đấy là một trong cái cây mà cái củ của nó là như là sâm nam ấy. Còn cái lá của nó thì là dùng để uống thuốc. Và như ví dụ sáng ra tôi đi thăm vườn thì tôi có thể lấy cái lá này để ăn luôn. Vâng. Nó vừa tươi. Vâng. Và nó lại vừa bổ. Dạ vâng. Đó. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị có thể thấy thì ấn tượng của chúng ta khi mà bước vào không gian này thì đầu tiên thì chính là tràn ngập sắc xanh. Và trong cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị cũng như tôi cũng đã có được cho mình một số những kiến thức nào đấy về những cái bài thuốc nam đúng không ạ? Biết đâu đấy sẽ hữu ích cho quý vị và gia đình trong tương lai. Và chúng ta cũng đã cùng nhau được lắng nghe câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng về cái quá trình mà ông bỏ phố về quê, về quá trình mà ông lập nghiệp bắt đầu lại từ đầu, quá trình để trở thành một bác sĩ, một kỳ nhân và một người mà cống hiến hết mình cho sự nghiệp chữa bệnh, cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đến đây thì thời lượng chương trình của chúng tôi cũng đã hết rồi. Mong rằng là quý vị và các bạn đã có những cái giây phút thật sự là thoải mái khi được lắng nghe câu chuyện này. Xin kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Cảm ơn.